Thưa quý vị, thực hiện đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thời gian qua, thành đoàn, hội sinh viên thành phố Đà Nẵng đã tích cực phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ thành phố triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh sinh viên. Các festival khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do thành đoàn phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ tổ chức thường niên đã trở thành điểm hẹn khởi nghiệp của giới trẻ, nơi các bạn học sinh sinh viên được thỏa sức sáng tạo và mang đến những dự án tiềm năng. Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ tích cực hiệu quả hơn về chuyên môn cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thành đoàn và Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã ký kết thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022-2025. Việc ký kết hợp tác cùng với lại Sở Khoa Công nghệ là một trong những cái nền tảng cho cái sự hỗ trợ và đồng hành của Sở Công nghệ trong các cơ chế chính sách với những cái chuyên môn từ Sở Công nghệ sẽ giúp cho các bạn thanh niên, sinh viên trên toàn thành phố sẽ hoàn thiện hơn nữa về các cái dự án, các đề tài. Thực tế cho thấy thời gian qua, phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên tại Đà Nẵng diễn ra khá sôi động và không ngừng được nâng lên về chất lượng. Các cuộc thi về khởi nghiệp trong sinh viên ngày càng thu hút sự quan tâm của giới trẻ, được các trường đồng hành khuyến khích và được các chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đánh giá cao. Hiện nay là chúng tôi đã kết nối được hơn 30 chuyên gia quốc cảng trong cái hệ thống mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên cái công nghệ, và cả cái chuyên gia này họ sẵn sàng giúp đỡ và làm việc với Đại học Đà Nẵng cũng như là các cái trường thành viên để giúp đỡ cho các cái em sinh viên và cũng như là học sinh trên cái địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hiện nay thì ngày càng có nhiều người cao tuổi, chính vì vậy mà nhu cầu chăm sóc của họ tới người thân và các thiết bị hỗ trợ cá nhân càng lớn. Chính vì vậy mà chúng em mới mong muốn là đưa tới cái sản phẩm đề tài của chị em trong cuộc thi ngày hôm nay, đó là bồn vệ sinh đa năng. Mong muốn tới cuộc thi này là chúng em có thể dễ dàng tiếp cận hơn với thực tế, đưa sản phẩm tới gần hơn các doanh nghiệp và mong muốn thỏa sức đam mê và ý tưởng sáng tạo của chúng em. Đáng chú ý, hiện đối với các sân chơi về khởi nghiệp cấp Đại học Đà Nẵng, không chỉ dừng lại ở quy mô của một cuộc thi, các dự án, ý tưởng xuất sắc đều được ban tổ chức tạo điều kiện gặp gỡ các chuyên gia để được tư vấn định hướng hoàn thiện sản phẩm, qua đó gia tăng các cơ hội thu hút đầu tư trong tương lai. Việc kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và tạo những diễn đàn, những cơ hội để các bạn có thể thử sức vượt qua được những cái giới hạn của bản thân thì là một trong những cái việc rất cần thiết và nên làm thường xuyên. Không chỉ giới hạn ở một lĩnh vực mà các lĩnh vực có thể có khả năng ứng dụng những công nghệ mới, những mô hình kinh doanh mới thì đều là những cái mục tiêu của các nhà đầu tư, của các nhà cố vấn. Và hiện nay trong cái xu hướng ứng dụng những công nghệ 4.0 thì giới trẻ, các em sinh viên luôn là chỗ mà có thể hấp thụ, phát triển những cái mô hình mới, đột phá. Có thể nói, học sinh, sinh viên là lực lượng nhanh nhạy về tư duy, tiếp cận nhanh với công nghệ mới và tràn đầy năng lượng sáng tạo. Vì vậy, việc khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, truyền cảm hứng cho đội ngũ này có vai trò vô cùng quan trọng, cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của các cấp ngành đoàn thể để thúc đẩy, hỗ trợ, cụ thể hóa tiềm năng về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong sinh viên.